Dạ không, em mà người khác làm sao cũng được hết trơn, biết nhõng nhẽo là được rồi, còn thế giới đem lo sao. Trời ơi, con bé bên này con thấy khuyết điểm là chắc con hơi nóng tính, lại hơi kỹ. Dạ tại con biết cái tính con nóng, con không dám dạy người ta. Dạ không. Mời em ngồi. Thôi bây giờ có bạn gái bên kia rồi đó, bây giờ giới thiệu đi em trai. À, em tên Nguyễn Hoàng Lên, nghề nghiệp là thu gom phế phẩm nông nghiệp. Ủa là sao em? Là thí dụ như là những cái gì mà giống như rơm, rạ, mùng cưa, bã mía, phân hữu cơ, rồi nệm. Em thu mua về em bán cho công ty, rồi công ty mới xuất khẩu đi. Rồi đây là một nghề cũng lạ đó ha. Dạ. Công việc lạ đó. Quê ở đâu? Dạ quê ở Long An. Rồi em làm ở đâu? Dạ làm ở Long An luôn. À, huyện nào? Huyện Minh Lức. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Dương Thị Hồng Phấn, em 23 tuổi, quê Vĩnh Long ạ. Công việc hiện tại là nhân viên văn phòng. Vậy thì hai đứa cùng miền Tây luôn. Yeah. Bên đây Long An đi xuống Vĩnh Long chơi cũng được, Vĩnh Long lên qua Long An chơi cũng được. Gần xệt. Ừ. Mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm đi lên. Ưu điểm của em là hướng người hướng về gia đình, nấu ăn hay là gì đó, trách nhiệm gia đình. Ừ. Chu đáo, ân cần. Ừ. Yeah. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em hay lo xa. Lo xa mình nhiều quá nó sẽ bị rối trí. Xa quá đúng không? Rồi. Mời nhà gái Hồng nào. Ưu điểm của con là tích cực, dễ thích nghi, nhiệt tình. Dạ, con thấy khuyết điểm là chắc con hơi nóng tính, lại hơi kỹ. Kiểu như là bất cứ một cái chuyện gì mà con muốn làm thì thường là con ít có giao cho ai làm lắm. Tại vì con muốn mình tự làm để mình có thể làm cái đó một cách trọn vẹn á. Dạ thì mình dễ cực đó nghe. Dạ. Mình mới mà con làm sếp rồi con cực đó. Dạ chắc con nghĩ con làm cu ly quá. Dạ chắc con nghĩ con làm cu ly quá. Trời ơi. Nếu mà về Long An làm dâu được không Phấn? Dạ được ạ. Tại con nghĩ là miền Tây với nhau thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Ủa nhưng mà lên hồi đó trước khi em đi làm cái doanh nghiệp mà thu mua phế phẩm nông nghiệp thì em làm gì lên? Em đi học ở Sài Gòn rồi em đi tu nghiệp ở Nhật á. Em học cái gì? Dạ em học bên là bảo dưỡng tòa nhà. À rồi em đi học bên Nhật mấy năm? Dạ 3 năm. Vậy em cũng có nhiều trải nghiệm ha. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Em có một mối tình mà giống như là không được trân trọng á. Giống như yêu đơn phương, mình quan tâm mà người ta không có. À em yêu đơn phương. Dạ hả? Giống như là không được trân trọng rồi. Thí dụ mình nhắn tin ha, gọi thăm ha, gọi điện ha, mình tặng quà gì người ta không nhận lấy, người ta không đáp trả. Cái đó không phải thiếu sự trân trọng bởi người ta không yêu mình. Thành ra mình chỉ yêu đơn phương thôi mà. Dạ. Rồi chỉ có mối tình đó thôi hả? Dạ vậy. Đơn phương mấy năm? Em hình như ế anh người. Ê, bảo quà luôn, không biết sao kỳ. Chứ chắc tại em đi làm về rồi em không có ít ra ngoài xã hội. Em về rồi em trồng rau nuôi cá. Cứ vậy nó xoay quần hoài thời gian. Đẹp trai mà. Đó, nhà trai tôi vậy, còn nhà gái sao nè? Con thì trước giờ cũng có tìm hiểu một vài bạn. Nhưng mà đối với con thì có hai bạn thì con cảm thấy là để lại ấn tượng. Dạ. Thì bạn đầu tiên là lúc con còn đi học cấp 3. Tất nhiên là tại vì lúc đó còn nhỏ, mình chưa có hiểu được cái tình yêu nó có cái gì đó. Thì tụi con cũng bồng bột và tụi con cãi vã, tụi con chia tay. Thì sau này khi mà con lên Sài Gòn, con đi học đại học thì con có quen một anh nữa. Thì cũng được vài năm, tính cách của con với ảnh không có hợp nhau. Một người đi học, một người đi làm và những cái tác động khác, ảnh cũng kiểu hơi nóng tính đó, thì con cũng có phần nóng tính cho nên là con với ảnh hay cãi nhau á, chưa tìm được tiếng nói chung cho nên là con với ảnh quyết định dừng lại. Rồi. Dạ. Nhưng mà trước đó con làm gì con? Dạ con mới ra trường con đi làm, con làm nhân viên văn phòng, con làm tư vấn tuyển sinh ạ. Con học là học cái gì? Dạ con học chuyên ngành ngôn ngữ Anh. À sao mình không đi dạy? Dạ tại con biết cái tính con nóng con không dám dạy người ta. Tại con biết cái tính con nóng con không dám dạy người ta. Dạ em sợ quýnh học trò hay gì? Thôi, dạ. Như vậy là hai bạn này rất có điều kiện để phát triển. Nếu mà gặp nhau phát triển đó. Rồi chào con. Phải nói là tốt lắm đó. Dạ. Rồi bây giờ nè, nói cho con Ngọc Lan biết là con mong muốn ở tương lai mình có một người bạn trai như thế nào. Dạ bạn, một người bạn trai con mong muốn thì cái điều đầu tiên là phải có trách nhiệm, độc lập và thật thà, với lại là phải tin tưởng ở nhau nữa. Thật thà thì chú nghĩ bạn này cũng thật thà. Có gì con không thích ở đàn ông không? Con không thích một người đàn ông hay sủa lưng, để ý những cái chuyện nhỏ nhen tiểu tiết. Dạ không có thích.
mình có sửa lưng người khác không? Dạ không, em người khác sao cũng được hết trơn. Mày nó hiền lắm, không có sửa nội sửa lưng đâu. Sao dễ dãi vậy? Ừ, nó dễ. Vậy nói cho Ngọc Lan nghe đi, mong muốn có một người bạn gái như thế nào? Biết nhõng nhẽo là được rồi, còn thế giới đem lo sao? Trời ơi, con bé bên này cái giọng của nó mà nhõng nhẽo một cái là xỉu lên xỉu xuống đó. Chuyện vậy thôi à. Trời ơi, mình có cái điều gì không thích ở phụ nữ không? Đừng ích kỷ quá. Lý do gì nói phụ nữ ích kỷ? Đa số thì họ sẽ suy nghĩ cho bản thân mình trước. Tại xui á, chưa gặp người rộng lượng á. Chắc có lẽ em thiếu may mắn. Đúng. Đúng. Làm gì giữ luôn. Người ta tôi giữ. Tôi người tôi rộng lượng thoải mái mà nói phụ nữ ai cũng ích kỷ á, tôi giận. Được rồi, đi với ai? Dạ đi với anh họ. Chào anh Quyền Linh nè, chị Ngọc Lan ạ. À. Em là anh họ của Lên. Dạ. Ờ, em thấy bạn gái này cũng dễ thương, cũng thấy cũng xứng với Lên á. Ủa Lên sao lý do không có bồ vậy em? Tại vì Lên tối ngày chỉ thời gian cứ đi làm không anh? Thì sáng ngày cứ dậy đi làm, rồi chiều về thì trồng rau nuôi cá. Vậy đó. Vậy dạ. Hả? Dạ, chủ nhật khi đi làm luôn chứ không có thời gian nghỉ nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái với bạn ạ. Con chào chú Quyền Linh, chào cô Ngọc Lan, em chào anh. Con là em của chị Phấn. Con thấy anh này cũng nhìn cũng chững chạc. Nếu mà chị con thích thì đó là quyết định của chị con. Con không có ý kiến gì hết. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 17. Chị ruột luôn hả? Dạ. Nhà có mấy chị em? Dạ có hai chị em. Giờ chị đi lấy chồng. Em ở với ai? Dạ con ở với mẹ. Chị lấy chồng con buồn không? Dạ không. Ở nhà la hoài con muốn đi lấy chồng khỏi. Hay là con muốn chị đi lấy chồng sớm? Dạ, tại chị con hơi nóng tính. Rồi cảm ơn gái, ngồi xin đi con. Trời, chị cũng xinh mà em cũng xinh nữa. Được rồi, thôi, mở rào. Đó. Lên bước qua, muốn nói gì nói. Dạ, chào anh có món quà. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Ừ, để em tặng trước nha. Dạ. Trời ơi. Ờ, anh tặng món quà này là lớn. Kỷ niệm thôi, nhỏ xíu mà em. Kỷ niệm thôi, nhỏ xíu mà em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Rồi, dạ em cũng có món quà tặng anh này. Cái này là anh mang về cho mình với lại gia đình. Còn cái này là ở chương trình con mời chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan với anh dùng thử. Anh cảm ơn nha. Con làm. Dùng đi lên ăn thử coi. Dạ con mời cô Ngọc Lan. Rồi cảm ơn con. Dạ con mời chú Quyền Linh. Rồi có đồ ăn rồi tụi con tự thử nha. Ăn hết đi lên ơi. Trời ơi, trong lúc này ăn uống nó quan trọng lắm. Cảm ơn em nha, ngon lắm. Dạ. Dạ. Dạ để anh để cho. Dạ. Anh ơi, anh có mong muốn một người vợ như thế nào hay không? Anh có một cái chuẩn mực gì cho gia đình không anh? Nếu mà về gia đình người vợ chỉ cần hiểu chuyện là được rồi. Dạ thì em cũng trình bày một xíu là ví dụ như người vợ hiểu chuyện thì theo quan điểm của em á là phụ thuộc vô người đàn ông đó chững chạc tới mức độ nào. Thì em thấy là anh có cái tính là lo xa. Thì không biết là anh đã có kế hoạch gì cho ba hoặc là tới 5 năm tới chưa ạ? Thì cũng có suy nghĩ như là muốn giờ muốn lập gia đình rồi. Dạ. Có một cái người vợ bên mình để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Thì anh có hút thuốc hay là uống bia rượu gì không? Không biết miếng nào luôn. Giờ hiện tại là anh có đang sống chung với ba mẹ của mình không? Đúng rồi, anh đang sống chung với ba mẹ. Dạ, vậy nếu như mình nữa kết hôn á, thì em muốn ra riêng thì anh có đồng ý không? Được. Dạ, nếu như mà mẹ anh không cho thì sao? Không, tại nhà anh là đất nông nghiệp còn rất là nhiều. Dạ. Khoảng một mẫu đất nông nghiệp có thể ra đó các nhà rồi ở gần cha mẹ. Đặt cái trường hợp mà làm dâu hay là gì đó sẽ áp lực thiếu sự tự do trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình nó sẽ dạ. Khó khăn đi để hạnh phúc xa hơn cho nên em cứ yên tâm điều đó. Dạ. Thì em thấy là anh cũng lớn hơn em khá là nhiều tuổi á. Thì anh có nghĩ là như thế nào về một người vợ, người yêu của mình á mà hơi diện một xíu không? Em ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ hay là diện cái gì đó nó hơi táo bạo á, thì anh có cảm thấy khó chịu không? Anh thì anh luôn tôn trọng cái sự quyết định và cái quyền tự do sống của mọi người phụ nữ ha, mà ai cũng vậy hết. Cứ làm sao cũng được, họ là chính họ là ok. Dạ. Nếu mà thật sự có thể đi đến hôn nhân thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? Nói chung là em nghĩ thời điểm nào thì kết hôn cũng được. Chỉ cần mình cảm thấy nó thích hợp là được. 1-2 năm nữa. Tại vì tình yêu mà muốn mình chắc chắn là mình lấy cái người đó cả đời, mình không hối hận á, thì nó phải có thời gian mình tìm hiểu đủ nhiều về cái người đó. Bây giờ nào, bước tới chút xíu. Bánh làm ngon quá. Dạ. Bây giờ nói chuyện với bạn gái, thấy cảm nhận của bạn gái làm sao?
Em thì thấy rất là ok. Có thể là ngoài cái tiêu chuẩn của mình, bạn gái thật sự đẹp, dễ thương, rồi cũng có tài năng. Rồi, mình thấy bạn trai thì sao? Dạ, em thấy anh này chững chạc, biết suy nghĩ, biết lo, có khả năng đảm bảo về tương lai cho một mái ấm. Đúng dạ. Rồi, ổn định đó. Dạ. Rồi, được rồi, về ghế ngồi đi. Rất là chân thành, rất là mộc mạc. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Rồi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng, nắm tay đi nào. Đang tay vào nhau thấy chưa? Bắt tay thấy chưa có yêu lần nào. Để cái tay ra. Đang tay nè, nè, nè. Đây nè, nó đang về. Đó. Đó. Yeah. Rồi, rồi. Wow. Quơ wow đó vậy. Vậy được anh. Thật ra là tình yêu các bạn trong veo luôn đó. Một nụ hôn đầu tiên. Biết cách hôn không? Tao chỉ cho. Hôn tay đi. Nhiều má. Anh hôn em nha. Dạ. Dạ, tao chịu. Gì vậy? Không, có nghe cái chóc. Chúc em hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Rồi, hai đứa dắt nhau đi về Bến Lức đi. Đi bên này. Cảm ơn anh. Dạ. Đó là cặp đôi đầu tiên, dễ thương vô cùng quý vị. Chúng ta kêu sẽ đinh. Đầu hồi xưa đinh, bây giờ là khá rồi. Đinh dễ mà, xuống muốn đầu láng mới khó. Như đầu đinh thì ta có tóc thì chỉ cần đi, đầu đinh là nó dễ thôi. Dạ. Chị thấy là không có tóc mới sáng á. Đầu đinh đâu sáng bằng đầu hói không? Dạ, sáng khuôn mặt thôi chị, còn sáng cái đó chứ không cần đâu chị. Nói giỡn thôi. Rồi, dạ. Bây giờ bạn trai mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, một người lý tưởng của em là một người quan trọng gia đình, một người phải kiểu hồi nãy em nói là phải có theo dõi cái đam mê trong cuộc đời và có một cái gì đó mà làm mình tiến lên. Tại vì em á là cũng là một người kiểu suy nghĩ tích cực lắm, nên là em muốn có một người đó cũng tích cực theo em để vượt qua cái cuộc đời này. Rồi, dạ. Hay lắm. Muốn về, một người có khát vọng ha. Dạ. Về cái ngoại hình thì em muốn mẫu người con gái như thế nào? Dạ, thì ngoại hình thì em không có đòi hỏi nhiều đâu. Em chỉ cần một phụ nữ mà hơn 1m58 là được rồi. và khoảng thì cơ thể thì ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó kiểu tại em là người Pháp nên em thích cái gì mà cho nó đẹp. Cho nó đẹp á sao? Theo em nó sao đẹp? Theo em nó sao đẹp á là kiểu là ở Việt Nam họ hỏi nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp. Ba vòng là phải có điện nữa. Mà dạ. Xong vòng 1 thì ba mẹ đã cho rồi. Vòng 2 thì vòng 3 thì em biết là cái đó là thay đổi được. Và cái đó thì nếu mà bạn đó có vòng 2 hay vòng 3 mà không có vừa lòng á thì cũng đi tập theo với tập đi tập thể thao với em cũng được. Tại em cũng rất đam mê thể thao. Vậy là quan trọng vòng 1 không có thay đổi được đúng không? Còn 2 vòng kia thay đổi được ha. Dạ và mở, dạ. Trời ơi. Ai nói em vậy? Giờ vòng nào cũng thay đổi được hết á. Dạ. Dạ em đợt gái. Có cái lúm đồng tiền rất là dễ thương nha. Vậy hả? Khuôn mặt ở tròn không? Nãy giờ em cảm nhận anh trai bên này như thế nào? Dạ, anh đó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Và em thấy những tiêu chí của ảnh thì em cũng được khoảng 80, 90 gì đó. Rồi quá rồi. Nhưng mà được cái là em hiền hay không thì em cũng không biết nữa. Tùy tâm trạng lắm anh. Dạ. Hát cũng tùy tâm trạng mà, dạ. Mà hiền hay không cũng tùy tâm trạng nữa. Dạ, nếu mà bữa đó mà bực bội mà làm sao mà có thể nào mà không giữ được ạ? Bực bội là hung dữ đúng không? Dạ, em không giống như là sẽ khó kiềm chế tâm trạng của mình lúc đó. Nên là thái độ của mình sẽ chắc cũng không được hiền đâu. Trời ơi. Cái gì nó sẽ quyết định được cái tâm trạng của em?
Dạ, giống như là hoàn cảnh xung quanh hoặc là công việc, áp lực công việc. Em tại vì lo công việc của em ổn định rồi, nhưng mà có điều áp lực nó cũng khá lớn vì áp lực dư luận rồi nhiều thứ, nên là cũng hơi khó. Nhiều khi giống như là lúc có tiền thì vui, không có tiền thì buồn, đúng không? Ủa, cái này là sao anh biết cho hay à? Thì cái tâm lý nhiều người vậy mà. Thường ai cũng vậy mà. Dạ. Em buồn quăng tiền vô cái vui liền à. Em có vậy không? Không, tiền em tự kiếm em vui lắm chị. Còn tiền mà người ta tự quăng vô em chưa chắc là em lấy đâu. Trời ơi, tao quăng chị em lấy hết. Em quăng tiền như thế nào trong cuộc sống? Tức là tiền mà giống như là tự bản thân mình kiếm ra thì em rất là vui và trân trọng nó. Còn tiền mà giống như từ trên trời rơi xuống đó, em sợ lắm. Cái đó bắt bỏ tù luôn á. Em có xếp rồi em ủi nó này kia không? Dạ không, tiền bây giờ ủi là chắc nó quéo luôn anh. Là chắc em được cái là em đếm và em xếp thôi. Xếp hơi hình Bác Hồ á. À dạ. Dạ, em có sở thích là đếm tiền. Dạ. Em từ nhỏ là em có sở thích là thích tiền rồi. Mà giống như là hồi nhỏ mà mẹ em nói là lúc em mà thôi nôi á, là có một cái mâm đồ gì đó để em bóc á. Bóc thì em bóc cây bút với là tiền. Và cầm tiền không trả, không thả ra luôn. Ngủ luôn mà vẫn cầm. Và tới giờ thì... Rồi giờ tiền em cất ở đâu? Em cất nhiều chỗ lắm chị. Người ta thường nói là thỏ khôn mà có ba hang á. Còn em thì là em không tính là em khôn lắm, nhưng mà điều em cất tiền nhiều chỗ. Có nhớ hết không? Có nào cất xong rồi quên luôn chỗ đó không? Chắc không đâu, tại vì em cất mà chỗ nào em thấy được. Mấy nên là để em còn đếm được á chị. Chắc còn ngày đâu? Nào cũng đếm tiền em hả? Chắc không đến độ mỗi ngày đâu anh, chừng 2 ngày một lần. Trời này giống Minh Nhí à. Minh Nhí ủi tiền láng hoa này không, xếp lên rồi chụp hình rồi giữ cất này. Ông em không chụp hình đâu, chụp hình để người ta thấy mình nhiều tiền kỳ lắm anh. Thôi được rồi, cô bên đây hơi thích tiền. Nhưng mà tình giữa tình với tiền em chọn nào? Nếu mà giữa tình và tiền á thì để coi tình đó tình sâu hay tình cạn đó anh. Còn nếu mà công việc á thì công việc mới có tiền được, nên là chắc em chọn công việc. Còn tình đó thì nếu mà yêu nhau thì lúc đó rồi tình tiền chắc đi chung. Phải có tình phải có tiền. Mà nói có nói tiền, chứ cô không bao giờ quên tiền đâu anh ơi. Anh đừng có dài cho cô nói tình không có đâu. Rồi bây giờ qua coi anh chàng bên này nha. Dạ. Hello em. Chào chị. Rồi dễ thương quá ha. Dạ, cảm ơn. Style modern dữ. Dạ cảm ơn. À rồi bây giờ là mình tìm bạn gái, nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì cái đó thì cũng là tùy về hai bên, tại vì em thì cũng là muốn tìm một người nào mà kiểu mà tại vì em không có muốn làm lựa chọn quá nhanh, tại vì biết là một người mà mình mà lấy á, là sẽ lấy rất lâu dài lấy. Đúng để rồi. Tại vì em không có muốn làm giống như mấy nước ngoài mà kiểu là lấy rồi xong sau đó 2-3 năm sau chia tay, nên em phải là kiểu tìm hiểu rồi xong sau đó coi cái hướng đi của hai người nó như thế nào. Xong nếu mà đi cùng được á, và hay là support cùng là ủng hộ cùng với nhau được á, và có cái hướng đi xa cùng được thì em sẽ lấy. Rồi cái điều gì mà em không thích ở cái người bạn gái? Dạ em là một người mà em không có thích á, tại vì em chắc là em nghĩ là một người mà cái gì cũng kể, cái gì cũng muốn nói này nọ. Em là một người không có thích ai mà kiểu quá nói nhiều. À nhiều dạ, chuyện đúng rồi, quá nhiều chuyện. Em muốn là một người mà kiểu là trong lòng phải là bây giờ đang hướng đi là hướng đi về cái bình an trong người, đừng có quá ham chơi. Dạ. Ham tiền được không? Ham tiền hả? Thì cái đó thì hai người ở cùng nhau ham tiền để phát triển cùng với nhau thì cũng được. Rồi xong sau đó lấy tiền đó đi từ thiện hay giúp đỡ, thì cái đó là nếu em thấy cái chị đó ham tiền này nọ thì em sẽ làm sao cho thế nào mà lấy cái tiền đó để giúp đỡ và từ thiện. Em lấy tiền em giúp đỡ đi, tiền cô cất kỹ lắm. Không mà nếu làm vợ chồng này nọ thì mấy người Việt Nam thì hay gom tiền cùng với nhau á. Tốt quá. Dạ. Bây giờ nếu như lấy nhau thì là em sẽ để vợ em ở đây hay là đem qua bên kia? Dạ không, cái đó thì cũng chưa biết nữa, tại vì vợ bình thường thì ở Việt Nam thì hay theo chồng đi đâu thì vợ đi đấy. Em thì em đang cũng định ở Việt Nam, mà cái đó thì về cái công việc của em rồi cái tại em muốn lập nghiệp ở đây, muốn
muốn khởi nghiệp ở đây. Rồi, nên, vậy là tốt rồi. Ha. Dạ. Đây là cái cũng rất là đáng quý, bởi vì những người đi nước ngoài ta hay muốn lập nghiệp ở nước ngoài. Còn bạn đi 20 mấy năm rồi, bạn lại muốn lập nghiệp Việt Nam. Điều này thật là đáng quý. Cảm ơn bạn về tình cảm đối với Việt Nam. Rồi, hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với ba và mẹ em ạ. À, có ba mẹ nữa hả? Cho chị gặp ba mẹ em ạ. Dạ. Dạ, chào chú ạ, chào cô ạ. Cầm cái micro giùm Cát Tường ạ. Xin chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Dạ, chào hai đứa và quý vị khán giả trong khán phòng hôm nay. Xin phép được trả lời là tôi là ba của Trúc Đào. Dạ. Ngồi kế bên tôi là mẹ của Trúc Đào. Dạ. Hôm nay là chú nhìn thấy cặp đôi trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò này như thế nào ạ? Thì mới lần đầu tiên gặp nhau thì thấy hai bên, hai cháu nó cũng cởi mở, cũng vui vẻ. Và để sau này là để cho tiến tới nữa hay sao là do hai đứa, hoặc Huyền Linh với Cát Tường tính. Chứ giờ mới gặp lần đầu tiên thì cũng chưa có nhận xét rõ lắm. Nhưng mà thấy hai cháu nó hợp không? Thấy về tính cách, về nãy giờ nói chuyện hai cháu thấy, có hợp theo như bậc làm cha thì thấy hai cái tính cách của nó mới gặp lần đầu tiên thì cũng có 50% cũng có hơi hợp. Có đôi lúc cái ngôn ngữ và cái tiếng với nhau cũng chưa có gọi là quen thuộc quá, hay gặp lần đầu tiên á cũng chưa có hiểu quá, thành ra có nhiều cái nó hơi bị trên. Dạ, nhưng mà cô chú có yêu cầu gì để mà mình chọn một chàng rể tương lai không? Thì nói chung bậc làm cha làm mẹ thì cũng không có yêu cầu gì hơn, miễn sao cho hai cháu nó được trăm năm hạnh phúc là đủ rồi. Dạ. Cái đó là bậc làm cha là chỉ nguyện như vậy thôi. Không, mẹ? Dạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Trúc Đào. Mà tôi thấy bé trai bên đây thì thấy cũng được, thì con coi nếu mà hợp ý con thì con bấm nút chọn đi rồi tìm hiểu thêm. Chứ mẹ thấy thì cũng cỡ mở cũng được. Dạ, cũng được dạ, ha. Cảm ơn cô chú Cảm ơn gia đình. Tài đi với ai Tài? Dạ, em đi với mẹ yêu thương của em. À, có mẹ Đào hả? Dạ. Rồi, xin chào cô. Dạ, xin chào Cát Tường. Dạ, chào cô. Xin chào Nguyễn Linh. Dạ, chào cô. Dạ, chào quý vị khán giả. Dạ, tôi là mẹ của Chí Tài. Dạ. Chí Tài tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng mà rất là tình cảm, người hiền lành, thật thà và rất là vui vẻ với mọi người, và đặc biệt là có cái tâm rất là tâm từ thiện. Yeah. Yeah. Mặc dù cháu thì không có nhiều về tiền bạc nhưng mà cái tâm từ thiện nhất là vì nhất là khi mà gặp người già là cháu rất là quý. Yeah. Yeah. Thì tôi thấy cháu gái ở đây thì cũng rất là dễ thương. Chào con. Dạ, cảm ơn cô. Thứ nhất là cháu theo đạo Phật, mà gia đình tôi thì thuần về đạo Phật. Dạ. Hay đi chùa và hay đi là tham gia những chuyến từ thiện. Dạ. Công tác xã hội với chùa. Thành ra không biết là cháu có phiền gì hay không. Dạ, chắc con không phiền đâu cô. Tại vì con cũng thích đi chùa lắm. Con cũng thích đi làm từ thiện nữa. Mà tại vì con không có điều kiện thôi cô. Có nè, mai mốt đi với anh nè. Dạ. Anh làm từ thiện qua đây. Dạ. Anh tạo mọi điều kiện làm từ thiện. Mình từ thiện thì tùy theo điều kiện và hoàn cảnh của mỗi người. Dạ. Thì mình có tâm là tốt rồi. Dạ. Bây giờ thì đến với chương trình hôm nay thì tôi thấy bạn gái bên đây thì cũng thật thà dễ thương. Thì đến được chương trình thì cũng là duyên của hai đứa. Thì tôi mong là hai đứa hãy cho nhau một cơ hội và phải tìm đến một cái cảm xúc thật sự của mình để mình tiến xa hơn. Tôi xin cảm ơn chương trình. Dạ. Xin hết ạ. Dạ, cảm ơn cô. Thôi bây giờ chúng ta đến giờ phút gặp mặt nhau nha. Dạ. Thấy trong lòng thế nào rồi? Thấy nôn nao không? Thì giống y chang hồi nãy thôi, nôn nao. À, nôn nao. Nôn nao và hơi hay cũng ghê xíu thôi. Ừ, rồi, rồi bây giờ... gặp cô gái ấy sẽ hát cho bạn nghe nha. Okay. Xong bạn hát cho cô gái ấy nghe. Okay. Để cảm nhận về nhau nha. Okay. Kéo rào. Đấy. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Dạ. Đấy. Dạ. Tặng hoa đi. Cho em nè. Dạ, cảm ơn anh. Ok. Dạ.
Dạ, hoa gì vậy em? Cái này là hoa hồi nãy mẹ nói mình là hoa. Dạ. Sống đời. Rồi, em cũng có món quà em tặng anh. Đẹp à. Quá. Dạ. Vậy là biết cái giờ này. Dạ đúng quá. Rồi. Hai người tặng chắc quà có ý nghĩa quá ha. Anh về anh chỉnh lại theo giờ của anh nha. Okay, dạ, em cũng không biết được. Dạ. Rồi được rồi đó, hai bạn nói chuyện đi. Để tại vì dạ. cho em mời cho, à, anh mời em hát trước đó hay không? Hồi nãy dạ, hồi nãy hơn. Em cũng có nói là em có thích hát á, bây giờ thì em định hát cho mọi người nghe luôn. Dạ, là nghe. Chắc được khúc thôi, em không em nghĩ là em hát hết chắc hết giờ. Chủ yếu hát cho bạn trai nghe đi. Đó. Dạ. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối